câu cá này mình tao chỉ cho mày coi. Cạn rồi cái này nó rút ra ngoài nè, khoét cái lỗ nó vậy nè, ổ cá rô phi nó khoét cái lỗ nó vậy nè. Ở rừng tràm U Minh giữa rừng tràm kia không. Đi lưới cá mà nước cạn giờ ló ốc lên là lòm ốc ốc quắn còn to to không. Nước cạn quá cá rô phi nó đi ra ngoài hết rồi, nhiều đâu mà nhiều.
không có cá đi lấm ốc nè. Cho Lý Hải nướng cho ăn thì cho nó bớt. Chỗ nào ẩn khó khó quá trời vậy. Rớt không được, rớt. Bắt hết, không có nuôi nó ngày nào hả, còn nhiều bắt hết đi. Về cái nào ăn được thả nhà. Mấy chỗ nắng nắng dễ thấy. Ừ. Nằm cái mất cày. Đồ con bọc này chứ 2 kg trên rồi đó. Rồi. Lại lỗ đặng cái đó lại lần tiếp. Đặt lát ra ngoài cái vô kia sâu kia lưới cá chiều một mát ra cái vô sâu kia một tí. Rừng Tràm Trà Sư với tôi. Mấy ổ mặt bắt hết rồi.